Đây là hàng đóng, hàng đặt chứ không phải là hàng chợ mọi người nha. Mọi người hiểu rằng là hàng chợ thì nó sẽ khác với hàng đặt đóng rất là nhiều. Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Thế Hoàng. Rồi, trong cái video ngày hôm nay thì em Hoàng sẽ giới thiệu mọi người một chiếc tủ giày dép. Đấy, cực kỳ sang trọng luôn. Hầu hết tất cả phòng khách của chúng ta đều phải có một cái tủ dép đúng không ạ? Để mình để những cái đôi giày, đôi dép của mình một nơi nó kín đáo. Và cũng là một nơi để mà trang trí phòng khách của mình luôn. Thì đây là một cái mẫu tủ dép mà em Hoàng cảm thấy là nó rất là sang trọng, nó giúp cho cái căn phòng khách của chúng ta trở nên đẳng cấp hơn rất là nhiều. Đấy, thì ở đây thì thờ bên em là đóng mọi người nha, đóng theo yêu cầu. Cái mẫu này thì cực kỳ là đóng kỹ luôn này mọi người này. Ở đây thì cái hộc, ở đây hộc này là có hộc mọi người có thể để đồ này. Trên này có một cái hộc này mọi người có thể để đồ, chìa khóa xe hay là những cái vật dụng nhỏ nhỏ này, đó trong này. Và ván bên em làm rất dày mọi người nha, ván cực kỳ dày luôn. Đây là hàng đóng, hàng đặt chứ không phải là hàng chợ mọi người nha. Mọi người hiểu rằng là hàng chợ thì nó sẽ khác với hàng đặt đóng rất là nhiều. Hàng chợ thì người ta đóng, người ta không có chú tâm đến cái kỹ thuật đóng và những cái mối ghép các thứ thì không có kỹ đang kèm bằng người thợ người ta đóng đặt được rồi. Người ta bán số lượng thì nó khác, ở đây là hàng đặt và mọi người hình dung đi, mọi người đã bỏ ra một số tiền lớn rồi đúng không ạ? Chơi hàng chợ tuy là nó rẻ hơn, có thể là rẻ hơn đến 1 triệu đồng một cái vẫn có mọi người nha, rẻ hơn 1 triệu vẫn có luôn. Nhưng mà mình chơi cảm giác nó không có sướng mọi người ạ. Và chơi về lâu về dài thì nó sẽ không bền bằng những hàng đặt đóng được rồi mọi người thấy không ạ? Hàng đặt đóng là nhìn cái mối ghép này rất là khác nhau. Ván rất là dày mọi người nha, mọi người thấy không ạ? Ván rất dày luôn. Rồi mấy cái này rất là chắc nha mọi người nha. Đó, ở đây này. Đó, rất là dày dặn luôn, anh em mình xem này. Đập thoải mái luôn nha. Cả bên hông, tất cả mọi thứ. Nhìn cái hàng đặt là nhìn nó khác hẳn ra mọi người xem nè. Đó, rất là kỹ lưỡng mọi người nè. Rồi cái mẫu tủ dép này thì bên em Hoàng làm từ gỗ lim. Lim này là lim vàng nhập khẩu từ Nam Phi. Và với cái giá thị trường hiện tại bây giờ là đang là 7 triệu. Nhưng mà bên em là sản xuất, bên em bán cho mọi người 4 triệu rưỡi thôi. Và tủ này cũng đã bán rồi. Và quý anh chị nào muốn đặt cái tủ dép như thế này á thì cứ để lại bình luận phía dưới. Rồi, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh của em Hoàng để nhận được những cái video hữu ích thêm. Và mọi người có những ý kiến gì thì cứ comment ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và xin chào. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào.